À, hôm nay có một cây đa mới. Cây đa lông. Nó hướng cái ô tô quá. Đây có một cái chậu. Cái hàng rất là đẹp, rất là kỳ cục. Đáng là cái bệ rất là. Cái này mới. Đây. Rất đẹp. Rất kỳ cục. Nhìn cái bệ nha các bác nha. Đầu tiên là cái chậu đẹp này. Chậu này cực kỳ giá trị rồi này. Có tiền mới mua được. Còn cái thứ hai là cái bệ. Dạ. Cháu lại không chui được ra đấy. Chú có cái. Có cái chậu đẹp quá chú nhỉ. Cây này mới chuyển về chú. Có cây này với cây Nam Biển kia mới. Cháu thấy đi làm ngoài này thấy thích quá thì đi vào xem. Dạ. Quay một trong này. Chào các bác. Lại xin phép gặp lại các bác ở chỗ trung đoàn thanh niên nhé. Có quá nhiều cây đẹp mà hôm nay lại có nhiều thêm những cây mới. Có lối làm cây thì rất lưu luyện các bạn. Đây đầu tiên là một cây sành cực kỳ giá trị. Rồi đấy là tuần qua nhé. Đây cây này rất đi đây triển lãm các bác nhé. Đây. Câu lạc bộ thì chắc nhiều bác biết cây này. Nếu các bác nào tham gia những cái câu lạc bộ và triển lãm thì các bác sẽ biết cây này. Một lối cây rất là điêu luyện từ gốc bệ cho đến chi răm các bác này nhé. Bác Hồ không phải một thiền sư một đọc sách. Đây có ba ông cụ uống rượu uống trà, một ông cụ kiểu như nhà nho ấy. Kia là bác tiểu cô ấy Bất Châu, một cái tử đó. Các bác nhìn cái bệ của nó nha. Cái bệ rất đẹp. Tôi chưa thấy một cây xanh nào có cái bệ nó đẹp như này, nó kỹ như này. Đây nhé. Bắt đầu là từ bệ lên các bác nhé. Đấy. Bệ lên xong lên thân. Thân nhá. Đến các đường thân nha. Đấy, bắt đầu phân tán nha. Chia tán hoàn toàn cắt giật nha. Tôi không thấy một vết vào dây thép nào cả. Các hoàn toàn cắt giật. Không thấy một vết dây thép nào các bạn. Rất hay. Tỏ là kỳ nhiều năm. Bông rất đầy. Cực kỳ nhiều năm. Hoàn toàn cắt giật các bạn. Đây. Cắt giật nha. Các bạn nhìn những cái vết cắt tay tán nhé. Không có một vết vào dây nào cả. Rất tài. Chỉ có một số cái dây để níu thôi. Như này. Đây cái đầu níu. Hoàn toàn không có vào dây. Hoàn toàn cắt giật. Hoàn toàn cắt giật các bạn. Mất rất nhiều năm. Đây cái tay này rất hay. Bông chia rất là đều. Không có bông nào chê bông nào. Tôi rất thích cái cây xanh này. Từ cái nhìn đầu tiên đó là thích. Đất này. Đấy các bạn. Tiếp theo là cây xanh nữa. Rất bề thế. Cũng thuộc hội sinh vật cảnh Hà Nội. Câu lạc bộ bắt xa.
khá là vướng cái ô tô ở đây nên chắc không quay được. Đây, cái ô tô ở đây. Rất nhiều điện. Cũng hoàn toàn là cắt giật. Và cái lối làm bông rất là hay. Lối làm bông tán rất là hay, chi răm. Đòi hỏi người chơi rất kỳ công và mất nhiều thời gian các bạn. Đấy. Một cây này nữa. Cây này rất đẹp. Dáng đình, dáng làng rất đẹp. Vướng cái dãy ô tô không thể quay được. Cây đa bến nước Sơn Đình đây. Bến nước đây. Bến nước Máy Đình đây. Và một cái cây tỏa móng ôm trọn cái đình và bến nước. Rất đẹp. Nó to nhưng mà tôi không đứng xa được. Vẫn vướng cái đường xe này. Khôi Nam Điền. Khôi Nam Điền. Tôi cho ở đây. Cái này mới. Rất thích cây này. Rất mê cây này. Rất mê cây này. Cây này làm có thể sẽ mất cả một đời người hoặc là hơn. Rất thích cây này. Cái vết cắt kìa. Thôi, để đi qua đi. Cháu thích cây kia. Cháu thích cây kia. Đấy, chú chủ cây đấy. Đi ra hỏi chú đi. À, hôm nay có một cây đa mới. Cây đa lông. Nó vướng cái ô tô quá. Đây, có một cái chậu. Cái hàng rất là đẹp, rất là kinh khủng. Đáng là có
nhìn cái bệ nha các bác nhá. Đầu tiên là cái chậu đẹp này, chậu này cực kỳ giá trị này, phải có tiền mới mua được. Còn cái thứ hai là cái bệ. Dạ. Cháu lại không chui được ra đấy. Chú có cái, có cái, có cái chậu đẹp quá chú nhỉ. Cây này mới chuyển về chú. Có cây này với cây Nam Điền kia mới. Cháu thấy đi làm ngoài này thấy thích quá thì đi vào xem. Dạ. Đấy. Những cái bệ rễ rất là bện mà quân chi tây tán rất là ổn rồi. Giờ chỉ có chơi răm thôi. Đấy. Nó lại chật quá nên là không quay được. Rút vào đây. Vẫn cái bờ rào. Đấy, ok, vết cắt. Đây, ngày xưa là bác chủ cũ chắc là đổ xỉ vào đây, xỉ than vào đây. Trên nó bện này, rễ rất bện. Chưa từng thấy một cái cây đa nào bện được như này. Bện nó rất khỏe, không có rễ nào bị chết. Đều từ rễ rất đều. Đấy, bởi vì làm được như này người ta phải xếp từng cái rễ một từ lúc còn nhỏ, nó rất bện thành những cái bó rất là đều. Đợt trước tôi quay thì nó còn phôi, còn là chưa ra lộc, mới cắt. Đợt trước đang quay thì bị mưa các bác. Có cây xanh mà tôi thích với cây đà kìa, vĩ đại quá. Mơ ước của đời mình không biết là bao giờ sẽ có một cái cây như thế. Thank you.
mái nhà tranh, nhưng mà cố tình làm cho nó thủng ruột, kiểu như là nhà nghèo đấy. Đây, phôi nữa. Bây giờ tôi sẽ đi lên trên kia, quay hàng bonsai trên kia. Trên sân thượng hiện có này, mà chắc không lên được, quay cái bậc thang này các bác nha.